Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một bạn nhỏ. Họ đang nhìn xem mẹ của mình đang cầm chổ cất sân này, hãy cùng tô với mình nhé.
ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Thì xe của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.